Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Land. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách móc một trái cầu Pokemon như thế này ha. Và với trái cầu Pokemon như thế này thì các bạn cũng có rất là nhiều ứng dụng. Mình có thể gắn thêm cái khuyên móc khóa như thế này để mình treo móc chìa khóa, ba lô, túi xách, hoặc là để cho các bé nhỏ cầm chơi, treo nôi cho các bé. Thì với cái trái cầu Pokemon như thế này thì ở đây mình sử dụng sợi là sợi cô tông Việt Nam 1 mi chập đôi với 3 màu sợi, màu đỏ, màu đen và màu trắng là 3 màu sợi chính ha. Ngoài ra thì mình có móc thêm cái phần tai Pikachu này cho trái cầu Pokemon này. Thì nếu mà bạn nào mà móc thêm phần tai này thì mình sẽ sử dụng thêm một chút sợi màu vàng ha. Thì với sợi cô tông Việt Nam 1 mi chập đôi thì đây mình sử dụng kim móc là kim 2.5 mi. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại len sợi nào ha. Móc một trái cầu hình tròn như thế này. Và đây là phần cái móc của trái cầu Pokemon ha. Bạn nào mà móc cái phần tai Pikachu này nữa thì mình sẽ móc thêm hai cái tai Pikachu. Sau đó mình sẽ khâu ráp các bộ phận vào với nhau. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đi móc ha các bạn. Mình sẽ bắt đầu bằng sợi màu đỏ. Hàng thứ nhất, tạo một vòng tròn. Đây các bạn quấn sợi và mình cầm cái đầu sợi như này ha. Mình quấn vô tay. Lấy sợi lên. Mình đã tạo được một cái vòng tròn. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc đơn vô cái vòng tròn này ha. Và mình đang tạo cái vòng tròn ma thuật 6X. 2, 3, 4, 5, 6. Đó, sau đó mình sẽ kéo chặt để cho cái vòng tròn của mình nó khít ha các bạn. Xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai, 6 mũi V. 2 mũi móc đơn chung một chân, tức là 2 mũi X móc chung vô một chân thì sẽ tạo ra một mũi móc đơn tăng, một mũi V. Các bạn móc cho mình 6 V. Hàng thứ ba, 1x 1v 6 lần. Hàng thứ tư, 2x 1v 6 lần. Hàng thứ 5, 3x 1v 6 lần. Hàng thứ 6, 4x 1v 6 lần. Tới đây là mình đã kết thúc hàng thứ 6 ha. Kết thúc hàng thứ 6 thì mình sẽ có 36 mũi. Các bạn móc tiếp cho mình hàng 7, 8, 9. Tức là 3 hàng ha. Mỗi hàng 36 mũi móc đơn không tăng.
Từ đây là mình đã móc xong hàng thứ 9 ha. Ở đây các bạn sẽ cắt cái sợi màu đỏ đi và mình thay bằng sợi màu đen ha các bạn. Đây mình sẽ đặt cái sợi màu đen vô thế này ha các bạn. Sau đó mình móc lên. Hai cái đầu sợi này các bạn sẽ vắt lên trên phía cái sợi dài nha. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một hàng 36 mũi móc đơn 36x. Tức là mình móc hàng số 10 ha bằng cái sợi màu đen. Tới đây là mình đã móc xong cái hàng thứ 10 bằng sợi màu đen ha. Ở đây các bạn cắt cái sợi màu đen đi. Sau đó mình thay bằng sợi màu trắng. Thì cách thay sợi mình cũng thay y chang như cái sợi màu đen vừa rồi mình thay ha. Mình sẽ đặt sợi màu trắng vô, mình móc lên. Sau đó mình vắt hai cái đầu sợi thừa lên phía trên cái sợi dài ha. Và trong quá trình móc thì mình sẽ kẹp cùng. Các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hàng 11, 12, 13, 14, tức là 4 hàng ha. Mỗi hàng 36 mũi móc. Mỗi hàng 36 mũi móc đơn bằng cái sợi màu trắng. Thì đây là mình đã móc xong hàng thứ 14 ha. Hàng thứ 15 4x 1a 6 lần 4 mũi móc đơn sẽ tới 1 mũi móc đơn giảm ha. Mũi móc đơn giảm thì các bạn sẽ móc 2 mũi thành 1, nhưng mà mình sẽ chỉ lấy nguyên cái cạnh ngoài ha. Các bạn sẽ lấy cạnh ngoài của 2 mũi liền kề, các bạn móc thành 1 mũi. Và mình cứ móc lần lượt 4 mũi móc đơn sẽ tới 1 mũi móc đơn giảm 6 lần ha. Hàng 16 3x1a 6 lần. Hàng 17 2x1a 6 lần. Hàng 18 1x 1a 6 lần. Đây, tới đây là mình đã xong phần quả cầu Pokemon ha. Các bạn sẽ cắt chừa một khúc này rồi mình khâu. Mình để đây xíu nữa mình sẽ nhồi gọn sau ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi móc cái phần mắt của quả cầu Pokemon ha. Mình sẽ bắt đầu bằng màu trắng. Và hàng thứ nhất mình cũng sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Vòng tròn ma thuật 6x ha. 1 2 3 4 5 6 và mình cũng kéo cho cái vòng tròn của mình nó khít ha. Hàng thứ 2 6V Ở đây thì mình sẽ cắt cái sợi màu trắng ha các bạn. Mình thay bằng sợi màu đen. Và đây mình cũng sẽ thay cái kim ha. Mình dùng cái kim size lớn hơn. Thì ở đây là mình đang móc kim size 2.5mm.
Thì bây giờ mình sẽ đổi sang kim 3 mi. Kim size lớn hơn một xíu ha. 3 mi hoặc 3.5 mi đều được ha. Mình thay bằng sợi màu đen này. Các bạn cũng đặt sợi rô. Mình móc lên phần sợi, đầu sợi này mình sẽ vắt qua cái phần dây dài và mình móc tiếp hàng số 3. Mình sẽ móc là 12 mũi móc đơn ha. Để kết thúc cái hàng thứ hai là mình có 12 mũi. Nên sang hàng thứ ba mình sẽ móc 12 mũi móc đơn bằng cái sợi màu đen. Đấy, sau đó mình trượt và mình cắt sợi ha. Cắt sợi thì các bạn cũng sẽ chừa một khúc để xíu nữa mình sẽ khâu. Vậy là tới đây mình đã móc xong cái mắt của cầu ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi khâu ráp hoàn thiện sản phẩm. Thì trước khi khâu ráp mình sẽ nhồi gòn ha. Mình sẽ nhồi cho cái phần quả cầu này một chút gòn. Ở đây thì mình sử dụng gòn bi, các bạn sử dụng gòn bi hoặc gòn sơ đều được ha. Gòn bi thì nó dễ nhồi hơn. Quá trình nhồi thì các bạn vừa nhồi vừa nắn nha, cho cái quả cầu của mình nó được tròn đều. Sau khi mà nhồi cái lượng gòn vừa đủ thì mình sẽ tiến hành mình khâu cái phần này ha, mình khâu bít cái phần này lại. Thì ở đây mình sẽ dùng kim khâu len để mình khâu. Bạn nào mà thường xuyên theo dõi những cái video chia sẻ của mình thì các bạn cũng biết cái cách khâu của mình rồi ha. Mình sẽ kết thúc cái hàng cuối cùng của mình, cái hàng thứ 18, hàng XA là mình còn 12 mũi móc. Thì ở đây mình sẽ lấy nguyên cái cạnh ngoài ha. Mình lấy cạnh ngoài của 12 mũi, mình khâu, mình kéo vô vào với nhau. Còn bạn nào không muốn khâu á, thì tại đây các bạn có thể móc một hàng nữa. Sau khi mà nhồi gòn đủ rồi thì các bạn móc tiếp một hàng 6 mũi A, tức 6 mũi móc đơn giản để khít cái vòng tròn này của mình luôn ha. Đây, mình khâu, sau khi mà mình khâu thì cái phần khâu của mình nó tròn đều khá là đẹp ha. Và mình lại mối và cắt sợi. Tiếp tới mình sẽ đi khâu cái phần mắt của cầu vào ha. Cái phần mắt của cầu đây thì mình sẽ đặt vào tại cái điểm mà mình giao giữa các màu sợi ha. Mình đặt nó vào đây để mình giấu đi cái điểm giao màu sợi này ha. Để khi mà các bạn nhìn cái thành phẩm của mình ra thì cái đường này của mình nó khít, nó cái điểm nối các màu sợi này nó bị giấu đi rồi ha. Thì sản phẩm của mình sau khi hoàn thiện thì nó sẽ được đẹp chỉnh chu hơn. Đây, khi mà mình khâu á, mình để nổi cái đường này ha các bạn. Nên là mình sẽ khâu phía sau của cái mắt mắt của cầu ha. Sau khi khâu xong thì mình cũng lại mối và mình cắt sợi ha.
Tới đây là mình đã hoàn thiện xong cái trái cầu Pokemon này ha. Thì đây nếu mà bạn nào mà muốn móc thêm cái phần tay Pikachu nó nhô lên như thế này ha, thì mình sẽ móc thêm hai cái tay. Thì cái phần tay Pikachu này mình sẽ không có móc ha. Mình sẽ để cái banner, cái chạc của phần tay Pikachu này hiện trên màn hình thì các bạn sẽ ghi lại và các bạn móc theo ha. Thì bạn nào muốn móc thêm thì mình sẽ móc thêm hai cái tay, sau đó mình khâu ráp vô. Thì trên màn hình của mình sẽ để hiện lên cái phần chạc, cái phần banner của cái tay Pikachu này ha. Các bạn bạn nào mà muốn móc thêm cái phần tay này thì mình sẽ lưu lại cái chạc, sau đó mình móc ha. Đó, sau khi móc phần tay xong rồi thì các bạn sẽ khâu lại. Mình móc hai cái và mình khâu. Thì quá trình khâu thì các bạn căn cho nó cân đối với cái phần mắt ha, cái phần mắt của quả cầu Pokemon. Mình sẽ khâu tương tự với tay còn lại ha các bạn. Đây các bạn căn cho nó cân đối, sau đó mình tiến hành mình khâu. Tới đây thì mình đã hoàn thiện xong cái sản phẩm của mình ha. Một trái cầu Pokemon với tay của Pikachu đang nhô ra, rất là dễ thương và đáng yêu ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Happy Land.